Xin mến chào quý vị và các bạn. Lời nói đầu tiên, cảm ơn anh các chú đã xem và ủng hộ kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Giới thiệu cho các bạn giao lưu. Chỗ bạn Thanh, xin mời. Chào anh ơi. Chào anh, chào cô chú khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay con cũng có mười mấy phôi giao lưu cùng cô chú. Rồi, xin số điện thoại á. Số điện thoại là 0939 272 454. 454 Thanh Bình Tân. Thanh Bình Tân. Đầu tiên cái phôi này khá lớn ha. Phôi này là lớn. Cho xin vào vòng đi, xoay đi. Mã số 1 mấy anh ơi. Số 1 khá là lớn. Tròn vòng luôn. Rồi, mai vàng ha, phôi mai vàng. Siêu lớn và siêu khủng nha mấy anh. Rồi, có gì hay giới thiệu đi. Cái này thì nó già cây đó nha cô chú. Già cây. Hoành cũng khá lớn. Đế thì nó cũng đều. Đế đều 24 giờ luôn. Đế đều luôn. Dạ. Đây, rồi đó đi, đó đó. Mã số 1 mấy anh ơi. Còn 50 các cô chú. Rồi 50. Rồi chiều cao nhiêu, lớn lên. Cao khoảng 1m6. Cao thì 1m6, rồi ok luôn. Rồi đế là khoảng 220. 220. Này mình vô chậu 1m á. Chậu 1m. Đúng luôn mấy anh ơi, chậu 1m. Vô chậu 1m là vừa vô luôn á cô chú. Khá là lớn. Hồi nãy hoành nhiêu ạ? Hoành 50. Hoành 50 mấy anh ơi. Đế đều. Rồi ok, mã số 1 mình cho giá luôn ạ. Dạ, giao lưu số 1 này giao lưu với giá là 12 triệu bao ship. Phí ship thì bao luôn, toàn quốc luôn ha. Toàn quốc. Bao toàn quốc luôn mấy anh ơi, mã số 1 khá là to. Rồi vậy là phụ luôn mấy anh ơi. Phụ luôn. Để gần đi. Rồi số 1 xuống, số 2 lên. Rồi mã số 2 mấy anh ơi. Số 2 lên. Tiếp tục là một anh cũng to xác nữa nè. Mấy bàn quay này chịu mấy anh này cũng khá là mạnh. Lực cây quá dữ. Em này là mã số 2 nha mấy anh, xin nhắc lại. Số 2. Mã số 2 nha mấy anh. Mẫu tử nha các cô chú. Số 2 mẫu tử. Tròn vòng luôn. Đây, lá rồi có nha. Số 2 nha mấy anh, xin nhắc lại. Rồi, ok. Đó luôn. Mình đo có tại cây tử nó dính sát luôn, phải đi đo dính luôn cây tử nha cô chú. Rồi, đo luôn. 51. Rồi, ok. Cộng luôn cây tử là 51. Rồi. Cao. Rồi, nhiêu lớn? Cao thì 1m5. Cao thì 1m5. Có nồi đế. Nồi đế khoảng 220. Rồi, chậu mấy đây? Chậu 1m. Chậu 1m đúng luôn ha. Rồi, vô chậu 1m. Giống như cây số 1 luôn. Rồi, ok. Rồi, số 2 mình cho giá luôn. Con số 2 này giao lưu với giá 5,5 triệu. 5,5 triệu, phí ship sao ạ? Bao ship tổng cấp. Bao phí ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. Rồi cho xin vòng đi ha, đổi. Xin vòng đi. Rồi em này là mã số 2 nha mấy anh. 5,5 triệu. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi số 3 lên. Rồi số 3 em nào.
Mã số 3. Tiếp đi, tiếp đi. Đừng khiêng mình. Rồi, số 3. Số 3. Số 3 là coi đến nơm. Số 3 này cho tròn vòng luôn, xoay luôn. Chìm vòng này. Rồi, mã số 3 mấy anh ơi. Mã số 3 này đến nôm nè cô chú. Đến nôm mà lực lắm. Rồi ok, cho thông số của em này luôn, số 3. Vành là 39. Rồi 39 mấy anh ơi. 39 cao luôn. Cao là 67. 67 rồi ok. Cái củ đế nè, củ đế đặc. Củ đế là 110. Rồi 110. Này mình vô chậu số 6, số 7 cũng được. Ok. Con này giao lưu với giá 5 triệu. Bao ship toàn quốc. 5 triệu anh ơi, bao phí ship luôn, 5 triệu chẳng. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. 3 4 lên. Mã số 4. Số 4. Rồi cũng cho tròn vòng luôn, số 4. Xoay luôn, xoay luôn, xoay số 4 luôn. Rồi em này có gì không giới thiệu luôn. Em này cũng bình thường nha. À, cái đế đặt. Đế đặt. Rồi đo luôn. Số 4 nha mấy anh. Vành nó là 40. Rồi 40. Rồi cao luôn. Cao là 33. 33. Vô chậu số 6. Số 6 rồi mấy anh ơi. Rồi em này giá nhiêu, số 4? Số 4 này giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Số 5 lên. Mã số 5. Số 5. Rồi xoay luôn, số 5. Rồi đo thông số em số 5 luôn. 26. Rồi 26 anh ơi. Cao. Cao là 42. Rồi ok luôn, 42. Nồi đấy là 110. 110. Mình vô chậu số 5 được á. Chậu số 5 mấy anh ơi. Rồi em này báo giá nhiêu đây? Số 5 mấy anh ơi. 5 này giao lưu với giá là 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu chẳng ha. Dạ. Rồi phí ship. Bao ship đâu. Rồi số 6 lên mấy anh ơi. 6 đâu? Em nào là số 6? Rồi chờ trong cái lát, thông cảm giùm. Mã số 6. Số 6 nha mấy anh. Giống như con ếch nè các cô chú. À, nó bị khuyết điểm là thẹo nó hay bị nhiều. Có thẹo ha. Có thẹo. Có thẹo. Không có một thẹo này, không có. À, không có sao. Không không, nó đang kéo da cũng lại từ từ thôi. Ok luôn. Rồi ok đó em này luôn. À, 42. Rồi 42 mấy anh ơi, 42 cao. Cao là 49. Cao thì 49. Vô chậu số 5. Chậu 5 mấy anh ơi. Chậu số 5. Tới rất lực nha cô chú. Rồi, em này số 6 báo giá luôn.
số 6 này vô lưu với giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn mấy anh ơi, bao phí ship cho mấy anh luôn. Rồi số 7 lên. Số 7 là ai? Ai là số 7? Rồi mã số 7. Số 7 dán bay mà cũng phải có thể làm đổ được. Số 7 mấy anh ơi. Rồi tròn vòng luôn, số 7. Mã số 7 nha mấy anh. Rồi. Con này mai giảo ha cô chú. Mai giảo. Xù da me. Da me hết của mình mấy nữa. Rồi, đo em này luôn. Còn em này là 28. Rồi, ok. Dài luôn. Dài là 69. Rồi, 69. Cũ. Cũ là 56. 56. À, mình vô chậu số 5 hoặc số 6. Rồi, ok. Rồi, em này là số mấy đây ạ? Em này là số 7. Số 7. Số 7 giá nhiêu đây? Báo luôn. Số 7 này giao lưu với giá 4 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 4 triệu bao phí ship mấy anh ơi. Rồi, số 8 lên. Mã số 8. Xoay luôn. Số 8 này xoay luôn. Số 8 này đế đều nha cô chú. Đế đều đặc lắm. Rồi ok. Rồi đó em này luôn, số 8. Anh là 28. Rồi 28 cao. Cao là 39. Ok luôn. Vô chậu số số 5. Rồi chậu 5 anh ơi. Mã số 8. Con này vô lưu với giá 1 triệu 2. 1 triệu 200 ngàn mấy anh ơi. Bao phí ship toàn quốc 1 triệu 2 số 8. Rồi số 9 lên. 9 cây, cây tàn. Khiên không? Khiên, khiên, khiên. Số 9 mấy anh ơi. Cây này báo giá hơi cao hơn các chú. Tại cây này của người ta chơi mình chia lại. Cắt cái gì kìa. Em này là mã số 9 nha mấy anh. Rồi xin tròn vòng luôn, xin luôn. Mã số là bao bông đẹp. Mã số 9. Đây, chỗ này nó mới hay nhưng mà bởi khoan xoay 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 đi hả, giới thiệu xoay xoay vòng vòng để hả giới thiệu cây. Mã số 9 nha mấy anh. Rồi giới thiệu đi. Đây. Đây cái chỗ này giống như là cái ấn như là nghe các cô chú. Bởi cái này con mua giá cao nên bán giá hơi cao. Đó, nhưng nguyên cũ thì cũ đặc lắm. Bông đẹp, bao đẹp từ 7 cánh cho lên. Rồi em này là mã số 9, số rất là đẹp nha mấy anh. Mã số 9. Mã số đẹp. Rồi đo nhỏ nhưng cũ thì bự nha các cô chú. Nè dần đo thông số 3 vòng nha. Rồi đo luôn. Chỗ này 23. Rồi. Ba tiếp 34. Ba vị trí khác nhau. Rồi đo luôn. Giờ đo luôn cái cũ luôn. Cũ là 83. 83 rồi ok. Cao vậy không? Chiều dài của canh bay là khoảng 1,5 m. 1,5 m. Tán ngang là 1,2 m. Ok luôn. Cao thử chưa? Chiều cao. Chiều cao là khoảng 75. Rồi 75. Rồi xoay luôn, xoay tròn vòng luôn. Xoay luôn, xoay luôn. Rồi em số 9 mình báo giá nhiêu ạ? Số 9 này giao lưu với giá 8 triệu. Rồi 8 triệu mấy anh ơi. Đẹp. 8 triệu. Phí ship. Bao ship, bao ship tại cây này tiền ship nặng lắm, đóng thùng đóng ba lết tùm lum nha. 8 triệu nha mấy anh. 8 triệu. Rồi phụ đổi luôn, số 10 lên. Số 10.
Rồi mã số 10 mấy anh ơi. Số 10. Phôi tứ quý. Xoay luôn, xoay luôn. Rồi, cái này là tứ quý nha mấy anh, số 10 tứ quý. Đo em này luôn. Quạnh thăng là 32. Rồi, 32 mấy anh ơi, rồi. Chiều cao là 50. Chiều cao 50. Rồi, để khoảng 95. 95. À, mình đưa chậu số 4 vừa. Chậu số 4 nha mấy anh. Này về mình ghép vô là đẹp lắm nha các cô chú, thăng lượng lắm. Rồi, số 10 giá luôn. À, phôi này cho lưu với giá 1 triệu, bao ship toàn quốc. 1 triệu chẳng bao với ship mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Ghi vô đi để quên. Rồi, cảm ơn các anh đã xem. Mã số 10, 1 triệu đồng. Rồi, 11 lên mấy anh ơi. 11. Mã số 11 mấy anh ơi. Chờ trong giây lát, thông cảm giùm mấy anh ơi. Mã 11 này là giấy Mỹ. Mã số 11 giấy Mỹ mấy anh ơi. Một cuộn luôn. Quá trời nè. Nó nằm quắn quắn nè. Rồi ok, giấy Mỹ đo luôn. Đo làm sao? Khó à. Khó đo, giờ đo 2 vòng thôi. Khó đo. Cái này là 44. Rồi 44. 88. Rồi ok luôn. Chiều cao là 45. Rồi 45. 11 phải không ạ? À? Dạ 11. Mã số 11, giấy bông giấy Mỹ giá nhiêu? Dạ 4 triệu rưỡi bao ship ạ. À. 4 triệu 500 ngàn bao ship mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. 12 lên. Mã số 12 mấy anh ơi, chờ trong giây lát. 12. Em này em nào đây? Này cũng là giấy Mỹ. Tiếp tục là giấy Mỹ. Rồi bông giấy Mỹ. Đo em Mỹ luôn. Mỹ 37. Rồi 37. Chiều cao 37 luôn. Chiều cao 37 luôn. Mấy cái vụ da da này có sao không ạ? À cái da này không sao. Sức keo lại gọi cho anh. Tát da đó mấy anh. Da không sao. Tát da. Chết keo lại gọi cho anh có chú ơi. Em này là 12 phải không ạ? À 12. 12 giá luôn. Giao lưu giá 2 triệu. 2 triệu chẳng mấy anh ơi. 12. Rồi ok 12. Rồi 13. 13 là em nào? Mã số 13. Đây là khỏi chú thỉ. Rồi 13 mấy anh ơi. Cái này sữa dây nhôm hết rồi. Vô vậy hả? Là mua về chơi ha. À mua về để chơi. Bình thăng là 28. Rồi 28 mấy anh ơi. Cũ là 66. Rồi ok luôn. Cao. Cao là 59. Rồi. Rồi con này chú thủy này giao lưu với giá là 2 triệu. Mã số mấy à? Này sao mã số 13. Mã số 13 2 triệu chẳng mấy anh ơi, phí ship làm sao? Bao ship toàn quốc. À, chiếu thủy nha mấy anh, phải không? Dạ, chiếu thủy. Rồi 13 chiếu thủy 2 triệu, rồi 14 lên. Mình đã nói không mày coi. Tiếp tiếp đi. Hỏi nó trời. Rồi gì đây? À, cũng chiếu thủy. Chiếu thủy lá lớn. Hai tầng cổ. Có tầng nắp cái trơn rồi. Này mua về chơi thôi. 1 2 3 4 5 6 6 6 tầng ha. 6 tầng. Rồi chứ xin vài vòng tròn vòng luôn đi, vòng đi. Giáng long nghe các cô chú. Này toàn cổ giáng long. Toàn cổ. Cây này già cây lắm rồi. Cho vài vòng đi. À, kêu mẹ chặt điện thoại kia nha. Cho vài vòng đi. Giờ là chiếu thủy ha. Chiếu thủy. Xoay luôn, xoay tròn vòng luôn, xoay luôn. Chiếu thị. Quay kia Thanh.
Rồi ok, nhiêu đây? Quành 38. Rồi 38. Rồi nguyên cũ luôn. Cũ đế là 120. Rồi ok, cho chiều cao luôn. Chiều cao 1m6. Chiều cao 1m6 anh ơi. Vậy là mua này về chơi luôn ha. Mua về chơi luôn. Mua về chơi luôn. Rồi em 10 mấy đây? Này 14. Rồi 14 này giá nhiêu? 4 này giao lưu với giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu mấy anh ơi, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. 14, 15 lên. Mã số 15. Thủy nữa hả? Thủy nữa. Rồi, mã số này là mã số cuối. Rồi rồi, ok. Mã số 15, mã số cuối mấy anh ơi. Rồi, sẽ xin về dòng luôn. Xoay đi, xoay đi, xoay tròn vòng đi, xoay đi, xoay đi. Chiếu thủy. Độc lạ luôn. Dạ, cay lắm nghe, cô chú. Cổ quái luôn, rồi đo đâu đây, đo đâu. Quánh này, em này quánh khá lớn à. Nhiều vị trí đi, nhiều vị trí. Đo tổng thể lên cái 53. Rồi 53. Xích ở trên này thì ờ đo nhiều chỗ đi. 40, 50. Rồi 50. Rồi cao. Cao là 59, 59. Cũ đế là 117. Rồi 117 mấy anh ơi. Xây luôn, giá em này nhiêu đây? Em này giao lưu với giá 3 triệu, bao ship đồng quá. 15. 3 triệu 15 cuối phải không? Dạ. Rồi chào bà con cái. À, chào các chú, mong cô chú ủng hộ clip 15 phôi. 15 phôi mấy anh ơi, đủ thứ hết trơn. Đủ thứ, chú thủy với phong giấy. Rồi. Mà già. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn Thanh nhiều, hẹn gặp lại những video tiếp theo, mến chào tạm biệt. Rồi, chúc sức khỏe mấy anh luôn nha. Rất cảm ơn mấy anh nhiều đã xem và ủng hộ.